khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng 4.000 đến 5.000 lượt bệnh nhi đến khám. Đông đúc, chật chội. Và những chiếc quạt như thế này cũng hoạt động hết công suất để tạm thời xua đi sự oi bức của thời tiết hiện tại. Bé trai này bị tiền sử hen suyễn nên thời tiết nóng bức khiến bé bị khò khè, khó thở, buộc phải đến bệnh viện khám. Đi ra ngoài đường về thì nó hay bị mệt, với lại cơ thể nó hầm hơn nhiệt độ bình thường của mình đó. Do thời tiết trời quá nóng, cho uống nhiều nước nè, với lại mình không có dùng máy lạnh. Tại lúc trước mình dùng máy lạnh, nhưng mà dùng máy lạnh là sáng ngủ dậy nó không được khỏe lắm. Khi tác động của nắng nóng và tiêm cực tím thì sức đề kháng bé nó giảm. Đầu tiên là cơ thể bé dễ bị thiếu nước và rối loạn điện giải do bài tiết mồ hôi nhiều hơn, đặc biệt là bệnh lý về hô hấp, ví dụ như là viêm phổi. Ngoài ra là có thể bị bệnh đường tiêu hóa do thực phẩm bị dễ bị ôi thiêu, vi trùng phát triển nhanh, cho nên những cái bệnh đường ruột tiêu chảy cấp và tiêu đầm máu cũng xảy ra. Vấn đề thứ ba là bệnh lý tay chân miệng, thì thường theo chu kỳ thì bệnh tay chân miệng cũng đầu tăng vào thời điểm này. Không chỉ trẻ em mà ngay cả những người lớn tuổi cũng đổ bệnh khi thời tiết oi bức kéo dài như hiện nay. Tại Bệnh viện Thống Nhất, số người cao tuổi đến khám chiếm 95% tổng số bệnh nhân, chủ yếu liên quan đến tim mạch, huyết áp và tiêu hóa. Hàng tháng ấy, thì đi khám để lĩnh thuốc, nhưng đáng lẽ do hôm nay thì chưa phải đến ngày lĩnh thuốc, nhưng vì thời tiết nó nóng, nó khó chịu, thì tôi phải đến tôi kiểm tra xem thế nào. Nóng quá thì trong người nó khó chịu, nó bứt rứt, và có lúc cảm thấy tim nó như đập nhanh lên ấy. Đứng ngồi thấy mệt. Mà người già có một cái đặc điểm là không có cảm giác khát, không uống cũng không biết khát, cho nên không biết bổ sung nước, sẽ dẫn đến là rối loạn điện giải, rồi là tụt huyết áp. Nhẹ thì có thể bệnh nhân thì chóng mặt, hoa mắt, đỏ bừng mặt lên rồi vã mồ hôi, nhưng mà nặng có thể gây là xuất huyết não, đột quỵ. Trong cái thời tiết nắng nóng, đặc biệt cái tình trạng đột quỵ não tăng lên rất nhiều. Thời tiết nắng nóng là điều kiện để virus phát triển. Với trẻ em và người già, sức đề kháng kém nên dễ bị virus tấn công. Vì vậy, các bác sĩ cũng khuyến cáo đối với người già, người có bệnh lý mãn tính nên bổ sung nước, vitamin, có chế độ vận động thích hợp. Còn đối với trẻ em, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên cho trẻ nhằm ngăn ngừa mầm bệnh. Dù là đối tượng nào thì với thời tiết nắng nóng cũng cần nên chủ động bảo vệ sức khỏe, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống.